Để các bác nhìn trước màn hình này. Em sẽ quay chi tiết cho các bác về đầy đủ chọn bộ cái sản phẩm này nhá. Thì với cái sản phẩm này các bác nhà mình có thể là xài trong công việc gia đình hoặc là các bác thợ làm nghề xài công trình chinh chiến thoải mái cho em. Một chiếc máy hàn cực kỳ là nhỏ gọn, máy siêu mini. Đấy thì đây là cái mẫu máy hàn Kenmax nhá, hàng thương hiệu chính hãng của công ty. Đấy cái mã sản phẩm này nó sẽ có model là ARC200F. Máy siêu nhỏ gọn nhá. Thì với cái sản phẩm này, đây các bác có thể là thấy là trước màn hình là bên em về hôm nay đấy có một cái lô số lượng cực lớn. Đấy hàng cũng chỉ mới về kho được vài hôm thôi, nhưng mà bên em sẽ sale với cái giá thanh lý cho các bác nhà mình. Đấy để các bác có thể là mua về xài trong gia đình hoặc là các bác thợ làm nghề nhá. Đấy khi mà các bác có nhu cầu muốn đặt hàng thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200. Hoặc các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Khi mà đặt hàng tại trung tâm điện máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản tiền trước. Các bác chỉ cần có đầy đủ thông tin địa chỉ và số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Và trước khi nhận hàng các bác được kiểm tra hàng thoải mái, cho nên là các bác yên tâm. Đấy thì đây là một cái mẫu máy hàn cực kỳ là ok. Đó, nó rất là nhỏ gọn các bác nhìn này. Đây, một cái máy hàn mà nó nguyên hộp lớn nhỏ gọn cực kỳ luôn. Đó, thì bên em có mở phía bên trong để cho các bác được cùng tham khảo luôn về đầy đủ chọn bộ luôn nhá. Trước màn hình nó sẽ có nguyên bộ như này các bác này. Một máy này. Đó, đây là mặt nạ hàn nhá. Có phiếu bảo hành chính hãng cho các bác luôn. Đó, và kèm theo một cái cây hóa dỉ này, một cái dây đeo này. Dây đây là kìm kẹp mát nhá, dây hàn, kìm hàn và kẹp mát đầy đủ cho các bác. Đấy, thì với cái sản phẩm này, cái trọng lượng của nó rơi vào tầm 2,2 kg thôi. Nhưng mà nó sẽ có đầy đủ hết tất cả các linh kiện để cho các bác trở thành một con máy hàn cực kỳ là chất lượng. Đấy thì cái kích thước của nó rất là nhỏ gọn nhá. Cái chiều ngang này này nó chỉ tầm 10 cm thôi. Đấy chiều cao nó tầm 15 cm và cái chiều ngang này đấy nó tầm hai mấy cm thôi. Nhưng mà các bác nhìn này, đấy nó rất là cực kỳ là ok, đẹp và chắc chắn từng chi tiết rất là sắc nét nhá. Đấy, đây là phía bên ngoài để các bác nhìn này. Đấy nó có những cái ô thoáng như này. Đấy cái hàng chất lượng cho nên là không có phải úp mở gì, nó có ô thoáng này cho các bác nhìn thấy đầy đủ tất cả các nội thất ở bên trong máy. Đấy cái củ đồng nó rất là to. Đấy các bác xài các bác cứ kéo, nói chung là sử dụng que 2,5 ly thoải mái nhá. Và chấm tỉa que 3,2 ly. Đấy các bác cứ xài như vậy thì cái chất lượng nó rất là tốt và độ bền cực kỳ là cao. Đấy cái này là hàng Kenmax, hàng chính hãng công ty nên là các bác xài yên tâm ạ. Đấy đây này, hàng chính hãng này các bác này. Phía đằng sau này nó có cả cái quạt nằm mát thế này nhá. Đấy các bác nhìn thấy không ạ? Rất là đẹp và chắc chắn. Và đây là cái thông số kỹ thuật để em có thể là sẽ quay chi tiết để cho các bác tham khảo kỹ luôn. Đấy đây là cái thông số kỹ thuật này các bác này. Đó. Các bác nhìn thấy không? Đây là cái thông số kỹ thuật này. Đó. Đây. Kích thước của nó nhá. Rất là ok luôn. Tuyệt vời mặt trời luôn ạ. Đấy hôm nay thì cái số lượng nó rất là nhiều. Đấy bên em sẽ gửi ship code toàn quốc cho các bác. Đấy phía bên này và bên đằng sau này cũng rất là nhiều luôn. Và trong kho này hiện tại đang có vài trăm con nữa. Đấy em sẽ có một cái mức giá tri ân cực tốt cho các bác. Đấy thì với nguyên bộ sản phẩm như này thì bên em sẽ gửi tới tay cho các bác với mức giá là 990.000 đồng trên một bộ nhá. Đấy nguyên bộ sản phẩm như này. Và các bác chỉ cần mua máy hàn, về mua que hàn nữa là các bác có thể là sử dụng rồi. Nó sẽ có đầy đủ chọn bộ như này cho các bác với mức giá là 999.000 đồng. Đấy máy hàn Kenmax, máy siêu mini nhá. 200F. Đấy model là ARC200F với mức giá là 999.000 đồng thôi nhá. Đấy tiếp theo thì hôm nay thì bên em cũng có rất là nhiều các sản phẩm điện máy. Em sẽ thanh lý giá rẻ cho các bác. Đấy tất cả các dòng sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề. Đấy hôm nay thì bên em sẽ theo giảm giá kịch sàn cho các bác luôn này. Trước tiên là em sẽ đi từ cái phía bên này trước nhá. Đây là cái quả lọc nước này. Đây là bộ lấy lọc nước. Đấy bên em sẽ có bộ 3 quả nhá. Đây là số 1 này, số 2 và số 3. Đấy bộ 3 quả sẽ là 100.000. Đấy còn đây là quả số 4. Quả số 4 là quả RO sẽ có mức giá là 200.000. Nếu như mà bác nào mà lấy một bộ 4 quả luôn thì sẽ có mức giá là 280.000 đồng để em bao ship cho các bác. Đấy còn đây là máy cạo râu bằng pin này các bác này. Máy cạo râu bằng pin thì sẽ có mức giá là 150.000 đồng mà bên em miễn phí ship cho các bác này. Đấy nó sẽ có một máy này, lưỡi cạo sơ cua và một sạc như này cho các bác.
Đấy, thì với cái sản phẩm này các bác dùng để cạo râu, tỉa tóc mai và soi gương đúng luôn. Vì ở chỗ này là có một chiếc gương soi này các bác này. Đấy, đây là có một chiếc gương soi nhá. Đấy, thì với cái sản phẩm này các bác sử dụng dễ lắm. Mở lắp ra là các bác có thể sử dụng được rồi. Đấy, hai bên sườn nó sẽ có hai công tắc này cho các bác này. Đó, công tắc này bật chạy này. Công tắc bên này nó sẽ đẩy lên một cái lưỡi cạo tỉa tóc mai nhá. Giá là 150.000. Máy cạo râu pin. Đấy, còn đây là thân máy bu lông của Huka X1 này. Với cái thân máy này thì bên em còn 1 hay 2 cái nữa lẻ mẫu ra em thanh lý các bác, giá là 650.000. Đấy, cái thân máy này thì nó sẽ chạy động cơ từ không chổi than và đầu bu lông đặc bu lông rỗng nhá các bác nhá. Đầu bu lông rỗng, bu lông 1/2, kim tốt kim vi luôn. Đấy, các bác có thể bắn bu lông với ốc vít. Đấy, nguyên thân máy như này nhá, không có theo pin sạc các bác nhá, chỉ có thân máy thôi. Thanh lý các bác giá 600.000. Đấy, 600.000 bao ship cho các bác. Đấy, còn đây là bộ tăng đơ hớt tóc này các bác này. Tăng đơ hớt tóc bằng pin hãng Zichen nhé, giá 200.000 này. Bộ này nó sẽ có máy này, bốn cái cữ này, một cái sạc và một cái lược cho các bác, giá là 200.000. Đấy, và kèm theo một cái loại dầu như này nữa, 200.000 miễn ship hoàn toàn cho các bác này. Đấy, còn đây là cái bơm thả tõm nhé. Đấy, cái bơm này các bác sử dụng cho máy cắt rãnh hoặc là máy đây là sử dụng cho máy cắt rãnh hoặc là máy máy cắt rãnh tường ấy. Đấy, hoặc là máy rút lõi, giá là 150.000 em bao ship nhá. Còn đây là súng bắn keo lến loại nhỏ này, giá 80.000 em bao ship này. Đó, tiếp theo thì là bên này em có cái sản phẩm 12V của Hitachi. Đấy, cái mã này là nó sẽ có đèn báo pin này các bác này. Mã này có đèn báo pin nhá. Đấy, 12V nhỏ gọn như này, máy hai chức năng. Các bác sử dụng bắn vít vào khoan này, đầu kẹp 10 này. Đó, máy chạy động cơ có chổi than nhá. Bộ này sẽ có bao gồm một thân máy, hai pin và một sạc cho các bác, kèm theo hộp đựng máy như này. Thanh lý các bác giá 399.000 đồng. Đấy, còn bên này em có 12V của Hitachi, nhưng cái mã này thì nó không có đèn báo pin thì giá là 350.000 nha các bác nhá. Đấy, cái này đang hết pin này. Chức năng nó giống nhau, nó chỉ có điều là cái này nó không có đèn báo pin. Đấy, cái bộ 399.000 là có đèn báo pin nhá, còn bộ 350 thì là không có đèn báo pin. Đấy, tiếp theo bên này là em có cái sản phẩm bu lông của Makita này các bác này. Đó, bu lông của Makita nhá. Đây là mã bu lông Makita XR. Đấy, thì đây là cái chân pin của nó này, chân pin ba cạnh. Cái bộ này các bác sẽ có một thân máy này, hai pin với cả một sạc, một dây đeo, một khẩu 22 và một hộp đựng nhá. Cái bộ này thì cái hộp đựng của nó rất là to các nhá. Đấy, cái hộp đựng của nó cực kỳ là to khủng như này. Đấy, đây là hộp đựng máy này. Đấy, rất là ok, tuyệt vời luôn. Đấy, thì hôm nay cái mã này em sẽ thanh lý các bác với mức giá là 1.200.000 đồng. Đó, 1.200.000 đồng. Đây, để em sẽ quay chi tiết cho các bác về cái kiểu máy này. Đấy, cực kỳ là đẹp và chắc chắn như này. Đó, các bác có một thân máy nhá, hai pin với cả một sạc. Đấy, thanh lý các bác giá chỉ có 1.200.000 thôi. Nhưng mà ngoài ra thì em sẽ tặng thêm cho các bác hai cái đầu chuyển này nhá. Đây là một cái đầu chuyển sang vít và một cái đầu chuyển sang khoang. Đấy, hôm nay em còn mấy bộ là em thanh lý nốt để em tặng quà thôi, còn đợt sau về là nó không có quà tặng nữa các bác nhá. Đấy, nên là các bác lưu ý cái đặt hàng giúp cho em. Tiếp theo thì bên này em còn cái, đây còn mấy cái thân máy cắt pin của Hitachi này các bác này. Đó, thân máy cắt pin của Hitachi, thân máy chạy động cơ từ không chổi than, máy một tấc các bác nhá. Đó, sẽ thanh lý các bác giá là 450.000 đồng trên một thân máy. Đấy, giá là đã bao ship cho các bác rồi. Cái này sử dụng chân pin phổ thông này các bác này. Các bác sẽ lắp được cho những cái quả pin như thế này. Đây, đây là cái quả pin Hitachi 10 cell này. Đấy, giá thanh lý cho các bác là 250 một quả pin nhá. Đấy, các bác mà có pin rồi, các bác có thể mua cái thân máy này về các bác xài chung này. Đấy, các bác xác định là mua thân máy thì nó không có theo pin sạc các bác nhá. Pin sạc là các bác mà chưa có thì các bác báo bên em mua thêm. Đấy, còn một cái thân máy mà như này, giá thanh lý cho các bác giá 450.000. Đấy, còn thân là đây là thân cái này là cái quả pin 10 cell. Pin 10 cell thì bên em có rất là nhiều loại. Đấy, đây là loại 10 cell của máy khoan bu lông hoặc là khoan 13 ly. Giá nó chỉ có 250.000 một quả thôi. Nhưng mà đối với những cái quả pin dòng xả cao, đấy chẳng hạn như là cái quả pin của Makita dòng xả cao như này, pin xanh sẽ có mức giá là 350.000. Đấy, hoặc là các bác mà mua pin 10 cell của Hukan ấy thì giá của nó sẽ là 450.000 nhá. Đấy, còn pin 15 cell là bên em cũng có luôn. Đấy, bên phía bên này này em có quả pin 15 cell của Hukan này. Đấy, pin 15 cell của Hukan này em chỉ còn duy nhất một quả thôi nhá. Đấy, thanh lý các bác giá có 4. Cái này là 500.000 nhá. 500.000 là bao ship cho các bác. Đây là quả pin sử dụng trên pin phổ thông đấy.
Thì nếu như mà các bác muốn hợp lý giá hơn thì các bác lấy pin 15 cell của Makita thì em thêm giá 450 thôi. Còn đây là Huka, nó có một quả duy nhất là giá là 500. Tiếp theo thì bên này em còn mấy cái bộ chuyển sạc này. Đấy, cái đế chuyển sạc điện thoại nhá. Đây, với cái đế chuyển sạc này các bác sử dụng lắp vào cái quả pin chân pin phổ thông như này thì các bác sẽ lắp này sạc được hai điện thoại này. Đấy, đây là cái đế chuyển sạc điện thoại của Huka với mức giá là 180.000 là em bao ship cho anh nhé. Đó, tiếp theo thì phía bên này là bên em có một ít cái sản phẩm ke gốc này và kéo này. Đây nhá, em có ke gốc 5.3 cỡ này, cái cỡ này là cỡ 25 này, giá của nó sẽ là 70.000 đồng là chưa có phí ship. Đấy, còn đây là ke gốc 5.3 cỡ 50, giá là 100.000 đồng chưa có phí ship. Còn đây là ke gốc cỡ 75, giá của nó sẽ là 130.000 là chưa có phí ship. Các bác lưu ý này, khi mà em chi tiết giới thiệu tới đâu là em sẽ báo giá tới đó luôn. Và những cái sản phẩm làm mà được bao giá thì em cũng sẽ bao phí ship là em báo các bác luôn nhá. Còn những cái sản phẩm mà chưa được bao phí ship thì em khuyên các bác là lên lựa chọn có một đơn hàng, có một sản phẩm nào được bao ship để các bác đi chung thì các bác sẽ không mất phí ship nhá. Đấy, còn những cái sản phẩm nào không bao ship thì là em cũng sẽ nói rõ luôn để cho các bác được cùng tham khảo kỹ. Đấy, còn đây là khò ga mili một mỏ này, nó sẽ có theo cho các bác que hàn và thuốc hàn như này, giá của nó sẽ là 120.000 đồng một cái nhá. Đấy, tiếp theo là đây là kìm kéo này các bác này. Đây là kéo đa lăng, kéo SK5, kéo làm bếp nhá. Đấy, giá là 100.000 này em bao ship này. Còn đây là kéo đa lăng cán thẳng này, kéo đa lăng cán thẳng giá 80.000 chưa có phí ship. Đấy, còn đây là kéo bonsai. Đấy, kéo bonsai này các bác gọi cho em là kéo bonsai màu đỏ nhá. Các bác gọi cho em là kéo bonsai đỏ có quả táo này. Này, có quả đỏ này. Các bác gọi cho em là kéo bonsai quả đỏ đi cho nó dễ phân biệt. Kéo bonsai quả đỏ giá của nó sẽ là 120.000 đồng là bao ship cho các bác, tặng kèm cho các bác một cái lò xo như này. Còn đây là một cái mẫu kéo bonsai Nhật nè. Đây là kéo bonsai hoa anh đào, giá sẽ là 200.000 đồng miễn phí ship cho các bác. Đấy, tiếp theo thì là đây là cái kéo kìm, cái kìm mỏ nhọn cong nhá. Các bác gọi cho em là kìm mỏ nhọn cong đa lăng, giá là 250.000 bao phí ship. Đó, còn đây là kéo đa lăng cán cong này các bác này. Kéo đa lăng cán cong. Đấy, cán trắng nhá, giá 80.000 chưa có phí ship. Còn đây là kéo bonsai Nhật này các bác này. Đấy, kéo bonsai Nhật. Cái này thì giá của nó sẽ là 150.000 nhá. Chốt tự động như này. Đấy, rất là ok rồi, cái lò xo nó chắc khỏe cực kỳ luôn. Giá là 150.000 em bao ship cho các bác này. Cái này là loại lưỡi chống rỉ nha các bác nhá. Được tặng kèm một cái lò xo như này nữa, giá là 150.000 là bao ship cho các bác này. Tiếp theo thì hôm nay là em về. Đấy, hôm nay là em có hai cái mẫu máy mài Detton này các bác này. Đấy, hôm nay thì có hai cái mẫu máy mài Detton rất là đẹp luôn. Đấy, cái này em còn chưa cả lắm được giá luôn. Đấy, cái này hôm nay mới về đây em giới thiệu các bác hai cái mẫu này là cái này là công tắc bật nhá, có hai mã nhá. Mã này mã công tắc bật và mã này là mã công tắc đuôi. Đấy, cái này một lát nữa em mới kiểm tra giá được, các bác mà quan tâm hai cái mã này thì các bác liên hệ em, một lát nữa em sẽ báo giá thanh lý cho các bác luôn. Hàng mới về nhưng mà cũng thanh lý luôn các bác nhá. Đấy, phụ kiện đi theo là sẽ có ốp bảo vệ này, tay cầm này và tay mở lưỡi cho các bác. Một đôi chổi than này. Đấy, Detton cũng có hai mã nhá. Đây là máy cắt cầm tay Detton này. Mã này là công tắc cũng bật ở trên cạnh. Đấy, thông số kỹ thuật của nó đây. Con này công suất là 950W này các bác này. Đấy, 950W nhá. Đấy, còn cái mã này thì công tắc đuôi. Mã này công tắc đuôi này, công suất cũng 950W luôn. Hai cái con máy này đồng giá luôn ấy, nhưng mà em chưa kiểm tra giá là bao nhiêu tiền thôi nhá. Đấy, tiếp theo thì hôm nay thì em sẽ thanh lý cái sản phẩm bu lông của Hitachi. Đấy, bu lông của Hitachi hôm nay em sẽ thanh lý các bác giá 750.000 là nó sẽ có nguyên bộ như này này các bác này. Một thân máy này, hai pin và một sạc nhá. Pin của nó là pin 10 cell, các bác sử dụng chân pin phổ thông nhá. Kèm theo một dây đeo, một hộp đựng, đấy, một khẩu 22. Cái mã này hôm nay em thanh lý với mức giá là 750.000 đồng. Thanh lý cái mức giá cực kỳ là hấp dẫn, nên là em sẽ không có tặng thêm phụ kiện gì cho cái mã này. Giá là 750.000 đồng, miễn phí ship hoàn toàn các bác nhá. Tiếp theo thì em còn mấy cái hộp bàn chải đánh răng của Hàn Quốc này. Đấy, mấy hộp bàn chải đánh răng của Hàn Quốc. Đấy, cái mã này thì em thanh lý các bác là giá là 180 nhá. 180 một hộp. Đấy, bên trong này nó sẽ có 30 cái. Đấy, một hộp này nó sẽ có 30 chiếc bàn chải như này. Đấy các bác này, bàn chải đánh răng nhá. Lông bàn chải rất là mềm và mịn, nó chỉ còn mấy hộp vậy thôi. Em thanh lý các bác giá 180 một hộp.
Tiếp theo thì đây là đồng hồ kẹp dòng đa năng này, 3266 TDL GT. Nó sẽ có một cái bao vải đựng như này nhá. Phía bên trong này, một cái kẹp dòng này, một dây que đo nhiệt độ này, đấy, dây đo thông mạch này, đấy, một cái pin này nữa, giá 280 bao ship nhá. Đấy, còn đây là kìm hàn này, giá 30.000 chưa có phí ship. Đấy, đây là kìm hàn, đấy, rất là ok. Tiếp theo thì bên này em còn mấy cái bộ lam xích này. Đây là bộ lam xích mà các bác sử dụng cho máy mài một tấc nhá. Đấy, các bác mà có những cái máy mài một tấc như này, như cái mã này là máy, cái mã máy cắt size Kio này, hôm em thanh lý các bác giá 399.000. Đấy, con này thì nó sẽ sử dụng công tất cả đuôi, phụ kiện đi theo cho các bác này, ốp bảo vệ, tay cầm và tay mở lưỡi đầy đủ nhá. Đấy, thì cái mã này công suất của nó sẽ là 950W, vòng tua là 11.000 vòng trên 1 phút, giá là 399.000. Đấy, riêng về cái mã máy Saikyo này, ngày hôm nay mà các bác chốt đơn là em sẽ tặng cho các bác này. Để em tặng cho các bác một cái lưỡi cắt gạch đa năng giá 50.000 như này nhá. Đây là cái lưỡi cắt gạch đa năng này. Đấy, cái lưỡi cắt gạch đa năng này trị giá 50.000. Hôm nay mà các bác chốt máy cắt cầm tay sử dụng điện trực tiếp 220 là em sẽ tặng cho các bác luôn. Đấy, chỉ riêng trong cái buổi video ngày hôm nay thôi thôi nhá. Đấy, còn các bác mà có máy cắt rồi mà các bác quan tâm bộ lam xích thì các bác chốt cái mã này. Đấy, bộ lam xích là 180 này. Đấy, từ cái phần màu đen đấy hắt qua đây là bộ lam xích nhá. Còn máy mài là các bác mua riêng cho em. Bộ lam xích này là có nguyên bộ như này. Đấy, các bác có tay cầm này, ốc này, xích này, đấy, ốp chắn này, có cả loại dầu như này nhá, ốp che chắn này. Đấy, lam xích là đầy đủ cho các bác. Cái lam này nó dài 34cm nhá, giá là 180 một bộ lam xích như này. Các bác chỉ lắp được cho máy cắt cầm tay phi 100 thôi nhá. Tiếp theo là đây là cái máy xay đa năng này các bác này. Máy xay đa năng là hôm nay là em thanh lý các bác giá là 250.000. Đây, em sẽ mở. Đấy, đây là máy xay đa năng này. Đây nha các bác nhá. Đó, máy xay đa năng. Giá là 250.000. Đấy, máy Osaka rất là đẹp luôn. Đấy, cái mã này nó sẽ có hai dao này các bác này. Các bác xay nó sẽ rất là nhanh và nhuyễn hơn rất là nhiều nhá. Đấy, máy xay đa năng Osaka giá 250.000. Một cái mức giá cực kỳ là hấp dẫn, yêu thương luôn các bác này. Còn đây là máy cắt của DCA này. Cái mã này là ASM03-100, giá của nó sẽ là 550.000. Đó, đây các bác có nguyên bộ này. Cái này nó là hàng công ty chính hãng nên là các bác xài thì không cần phải lo nghĩ gì về chất lượng nhá. Công tắc của nó công tắc cạnh ở trên sườn như này, kèm thêm một tay cầm này, ốp bảo vệ và tay mở lưỡi cho các bác, giá 550.000. Và em tặng cho các bác thêm một cái lưỡi cắt gạch đa năng trị giá 50.000 như này nhá. Mức giá cực kỳ là hấp dẫn luôn. Tiếp theo này, hôm nay là em còn mấy cái thân máy của Hukan. Đây là thân Hukan X9 này các bác này. Thân Hukan X9 lực xiết 650 N. Đấy, đầu bu lông đặc nghề nhá. Thanh lý các bác giá 1.100.000 một thân. Đó, tặng kèm cho các bác thêm một cái đầu chuyển vít nhá, giá 1.100.000. Và có túi đựng máy như này cho các bác này. Còn đây là thân máy rút đinh tán của Hukan, giá 1.200.000 một thân máy như này, sử dụng chân pin phổ thông. Đấy, tặng kèm thêm một cái túi đựng máy luôn. Tiếp theo này, đây là cái bộ máy khoan của Hukan B5 Cell. Đấy, mã này là 2 chức năng. Các bác sử dụng khoan và bắn vít là ok nhá. Giá 800.000 một bộ, bao gồm một thân máy, 2 pin, 1 sạc. Đấy, một hộp phụ kiện như này, giá 800.000 một bộ này. Còn đây là 5 xe của Maita này các bác. 5 xe của Maita giá 520.000 một bộ. Đấy, và con Maita này nó sẽ sử dụng chạy động cơ có chổi than, pin 5 xe, xả Abato như này cho em. Riêng con Hukan này là chạy động cơ từ không than và đầu Autolux 10 ly nhé. Đấy, còn Maita thì chạy động cơ có than, giá hấp dẫn cực kỳ luôn, 520.000. Nguyên bộ như này các bác này, kèm theo phụ kiện đầy đủ cho các bác này. Còn đây là cái thân mài Makute giá 850.000 các bác nhé. Đấy, thân mài Maute thì nó sẽ có nguyên bộ đầy đủ cho các bác là tay cầm, tay mở, ốp bảo vệ nhá. Pin sạc là các bác mua riêng. Đó, giá 850.000 một thân máy chạy động cơ từ không chổi than, thân máy một tốc xe. Tiếp theo thì em còn mấy cái máy thổi bụi này. Máy thổi bụi điện là 350.000, nó sẽ có màu xanh và màu đỏ thôi nhá. Đấy, màu xanh và màu đỏ. Khi mà đóng hàng em sẽ chọn màu bất kỳ cho các bác, một là màu đỏ, hai là màu xanh. Đấy, giá 350.000 này, có điều tốc đồng hoàn cho các bác nhá. Điều chỉnh được 6 tốc độ, giá 350.000. Đó ạ. Đây là máy
Fuka. Fuka 4 sale này, em còn đúng một bộ duy nhất thôi. Thanh lý các bác giá 700.000 nhá. Giá 700.000 thôi nhá. Fuka 4 sale. Đấy, còn đây là Fuka 5 sale có búa này. Bộ này em còn đúng một bộ duy nhất thôi. Đấy, có búa nha. Đầu Autolock. À em xin lỗi, cái có búa này thì nó đầu máy của nó đầu 10 ly tự siết nhá, không phải đầu Autolock đâu. Máy hai chiếc lăng này thì mới là đầu Autolock này. Đấy, hai chiếc lăng này đầu Autolock. Đấy, còn ba chiếc lăng thì không phải đầu Autolock nhá. Ba chiếc lăng giá của nó là 850 là có búa để khăn tường luôn là các bác này. Đó. Tiếp theo bên này nữa nhá. Đây. Bên này thì em sẽ thanh lý cho các bác cái bộ máy đánh nóng của Makita giá 450.000 này. Nó sẽ có nguyên bộ như này. Một máy này, một đĩa này, một lông cừu này, một tay cầm này, giá 450.000 nhá. Đấy, cái mã này thì công suất của nó là 600W này, giá chỉ có 450.000 thôi. Đó. Còn đây là bu lông Makita. Bu lông Makita là sử dụng là chân pin phổ thông nhá. Bao gồm một thân máy này, hai pin, một sạc, một khẩu 22, một dây đem, hộp đựng. Thanh lý các bác giá 950.000. Đó. Còn đây là súng bắn nhiệt độ này. Các bác bắn được ở cái mức nhiệt độ là từ âm 50 độ C cho đến dương 580 độ C. Đó, giá là 280.000 một súng nhá. Đấy, còn đây là ổ cắm điện này. Đấy, ổ cắm điện 5 lỗ này, 45.000 chưa có phí ship này. Đấy, phí cắm điện lúc là 520.000 chưa có phí ship. Đó, còn đây ổ 3 lỗ này, ổ 3 lỗ cắm là 45.000 chưa có phí ship nhá. Kẹp mát nam châm là 40.000 chưa có phí ship. Đấy. Còn tiếp theo thì đây là những cái mạch mạch của bu lông Hitachi này, giá 150.000 bao ship này. Đấy, mạch bu lông Makita giá 180.000 em bao ship. Còn đây là công tắc của bu lông, đây là máy mài chui ngắn công tắc đuôi nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 399.000 đồng. Đấy, con này thì công suất của nó sẽ là 950W và vòng tua là 11.000 vòng trên 1 phút nhá. Đấy, chổi than ở bên ngoài như này, các bác có thể tự thay than rất là đơn giản. Cái mã này các bác gọi cho em là máy mài Saikyo, máy chui ngắn nhé. Chui ngắn là sử dụng công tắc gạt đuôi này, hoặc là các bác sử dụng là chui dài thì nó là cái mã này. Đây là mài Saikyo chui dài này, công suất nó cũng là 950W, nhưng mà cái này chui dài thì công tắc bóp cò như thế này. Chổi than cũng là chổi than bên ngoài luôn cho em, tất cả đều là máy một tấc hết. Đấy, các bác nhà mình sẽ sử dụng được lưỡi cắt hoặc là lưỡi mài phim 100 nhé. Hàng công ty chính hãng nha, 100% là hàng dây đồng và có bảo hành cho các bác. Đây là các bác yên tâm khi mà sử dụng nhá. Cái này các bác gọi cho em là mài Saikyo chui dài, giá của nó sẽ là 450.000 trên một máy. Khi mà các bác mua máy cắt cầm tay sử dụng điện trực tiếp 220 thì bộ nào nó cũng sẽ có đi kèm theo cho các bác đầy đủ phụ kiện này. Khi các bác mua là nó sẽ có hộp đựng nhá. Đấy, nó sẽ có hộp đựng như này. Phụ kiện bên trong nó sẽ có đầy đủ luôn này, bộ nào cũng đều có phụ kiện giống nhau hết. Đấy, các bác đều có là một tay cầm phụ này, một ốp bảo vệ này và một tay mở lưỡi như này. Đấy, nói chung là nó sẽ đầy đủ phụ kiện cho các bác. Về là các bác chỉ có mua lưỡi cắt lưỡi mài thôi là các bác có thể là sử dụng được nhé. Tuy nhiên là hôm nay tất cả các mã sản phẩm máy cắt cầm tay là mỗi mã lại còn một ít số lượng ít. Đấy, một số các sản phẩm nó mới về kho nhưng mà số lượng cũng không có nhiều, nên là em sẽ sale giá rẻ cho các bác. Và ngoài ra là em sẽ tặng cho các bác thêm là một cái lưỡi cắt gạch đa lăng trị giá 50.000 như này, đối với những đơn nào mà các bác chốt máy cắt cầm tay sử dụng điện trực tiếp 220 nhé. Đấy, các bác chốt đơn thì nói rõ sản phẩm cho em. Máy Saikyo chui ngắn giá 399.000 này, Saikyo chui dài giá là 450.000. Đấy, tiếp theo là các bác có thể là sở hữu cái máy đây. Cái máy này là cái con máy màu vàng này nhé. Đấy, màu vàng này nó là hàng nội địa Trung Quốc. Đấy, hàng nội địa Trung Quốc này. Đấy, con này thì xài rất là ok. Cái công suất của nó sẽ là 720W này. Các bác nhìn cái hình thức nó như này nhé. Giá của nó sẽ là 399.000 luôn. Đấy, các bác gọi cho em là máy vàng dài nhé. Máy là máy vàng, máy mài vàng. Đấy, chui ngắn, công tắc gạt đuôi cho em giá là 399.000 này. Hoặc là các bác có thể là sử dụng sang Mahute nhé. À, em xin lỗi, đây là máy Kenmax. Đấy, Kenmax thì nó cùng công ty với Makute. Đấy, thì tuy nhiên là Kenmax thì máy của nó sẽ là máy màu đỏ như này. Cái con này nó sẽ có mã là KM100-S này. Đấy, công suất là 850W này. Con này thì giá của nó sẽ là 520.000 thôi nhá. Máy này thì là không có chỉnh tốc. Các bác gọi cho em là máy mài Kenmax không có chỉnh tốc, máy chui ngắn nhé. Máy chui ngắn công tắc cạnh này. Đấy, chui ngắn công tắc cạnh giá là 520.000 đồng một máy.
Đấy, cái này model của nó sẽ là KM100S này. Các bác gọi cho em là máy ken mắt chuôi ngắn công tắc cạnh cho em, giá 520.000 nhá. Đấy, còn đây là máy ken mắt chuôi ngắn cũng là công tắc cạnh, nhưng mà cái mã này nó sẽ có điều chỉnh tốc này. Đấy, các bác lưu ý này, nó sẽ có loại có chỉnh tốc và loại không có chỉnh tốc nhá. Đấy, các bác mà sử dụng máy có điều chỉnh tốc thì bao giờ cái giá của nó cũng sẽ cao hơn một chút. Đây, như cái mã này là ken mắt là có chỉnh tốc này. Chỉnh tốc là các bác sẽ điều chỉnh được 6 nút tốc độ ở đây. Đấy, đây là máy ken mắt công tắc cạnh nhá, chuôi ngắn cho em. Mã này thì công suất là 850W này, vòng tua 11.000 vòng trên 1 phút. Mã của nó là KM100-SV, giá của nó sẽ là 650.000 nhá, giá là 650.000. Đây, máy ken mắt có chỉnh tốc chuôi ngắn này. Hoặc là các bác có thể là sở hữu sang máy chuôi dài. Đấy, chuôi dài nó cũng có mã chỉnh tốc này của ken mắt luôn này, giá cũng là 650.000 luôn nhá. Chỉnh tốc chuôi dài thì nó sẽ có nút chỉnh ở trên lưng như này. Đấy, công tắc bóp này giá 650.000. Đấy, máy ken mắt chỉnh tốc là em sẽ có hai mã, mã chuôi ngắn và chuôi dài, đồng giá nhau là 650.000 nhá. Đấy, còn đây là mã ken mắt chuôi dài. Ken mắt chuôi dài, mã này thì không có chỉnh tốc nhá, không có chỉnh tốc. Giá của nó sẽ là 550.000 một máy nhá. Đấy, nó có rất là nhiều mã này. Đây, còn cái mã này nữa. Đấy, cái mã này là máy ken mắt chuôi ngắn, không có chỉnh tốc, công tắc đuôi cho em nhé. Giá là 520.000. Đấy, các bác đọc đúng mã cho em. Ken mắt nó có nhiều mã nhé. Các bác đọc cho em là máy không có chỉnh tốc, chuôi ngắn, loại công tắc cạnh hoặc là công tắc đuôi, giá sẽ là 520.000. Còn cái máy mà ken mắt mà chuôi dài như này này, không có chỉnh tốc này, là 550.000 thôi nhá. Còn hai cái mã chỉnh tốc sẽ là 650.000. Đấy, chỉnh tốc thì nó sẽ có chuôi ngắn công tắc cạnh hoặc là chuôi dài công tắc bóp như này cho em. Đấy, hoặc là đây, cái máy này là của Magute đây này các bác này. Magute là cái mã Magute chuôi ngắn này có chỉnh tốc này, em còn một thùng nữa nhá. Một thùng tầm độ 10 cái nữa. Đấy, em cũng sale cho các bác luôn. Giá cũng là 650.000 thôi nhá. 650.000. Đây, nó có chỉnh tốc ở dưới đuôi như này. Mã này là 650.000. Đấy, bên em có cả máy tích tôn nhá. Các bác có thể sở hữu sang tích tôn. Tích tôn thì có rất là nhiều mã này các bác này. Netton thì nó sẽ có mã không chỉnh tốc hoặc là có chỉnh tốc nhá. Đây, như cái mã không chỉnh tốc như này, không chỉnh tốc thì công suất của nó sẽ là 950W và em sẽ có mã công tắc cạnh hoặc là công tắc đuôi, đồng giá nhau là 520.000 trên một máy nhá. Đấy là máy của Netton, logo dập nổi như này này. Đấy, mã này là không có chỉnh tốc, có các bác comment là công tắc cạnh hoặc là công tắc đuôi nhá, giá là 560.000. Đấy, còn cái mã mà có chỉnh tốc thì cái giá của nó sẽ cao hơn một chút. Đây, có chỉnh tốc thì là nó sẽ có cái nút chỉnh tốc ở đuôi này này. Đấy, cái này là chuôi ngắn nhá, chuôi ngắn công tắc cạnh này, có chỉnh tốc ở đuôi như này. Giá là 700.000 một bộ nhá. Riêng cái mã này công suất của nó sẽ là 1.100W. Đấy, đây là Detone chuôi ngắn có chỉnh tốc, công suất 1.100W, giá là 700.000 một bộ này. Còn đây là máy Detone chuôi dài có chỉnh tốc này. Đấy, đây, cái này chuôi dài có chỉnh tốc, giá 700.000 một bộ nhá, công suất là 950W. Đấy, tất cả đều là máy một tấc hết cho em. Và hôm nay các bác mà chốt tất cả các mẫu máy cắt này em vừa giới thiệu là các bác đều được tặng kèm theo một cái lưỡi cắt gạch đa lăng trị giá 50.000 như thế này. Tính ra cái mức giá của nó rất là hời, nên là các bác mà đang có nhu cầu quan tâm thì các bác hãy đi tay đặt hàng. Bởi vì là mỗi mẫu em còn số lượng rất là ít nhá. Đấy, các bác mà không sử dụng máy cắt, các bác có nhu cầu những con máy khoan thì bên em có những cái con khoan đầu 13 ly như này. Đấy, đây là con khoan Detone nhá, Detone đầu 13 ly. Riêng về Detone này em sẽ có mã 10 ly hoặc 13 ly. Đây, cái mã này là 13 ly này. 13 ly là các bác là dùng được đến mũi khoan 13. Đấy, các bác nào mà xài gia đình ý, hoặc là các bác thợ cần con máy to để có thể lắp được mũi khoan 13 ly thì các bác sở hữu cái mã này. Đấy, công suất là 710W nhá. Giá là 580.000 một máy. Đấy, nó sẽ có máy và một tay cầm phụ cho các bác. Đấy, có khóa mở như này nhá. Giá 580.000. Còn nếu như mà bác nào mà bắn tôn, bắn vít ý, các bác cần con máy nhỏ gọn nhẹ nhàng thì các bác lấy máy đầu 10 ly nhá. Đầu 10 ly là 490.000. Đấy, còn con này 13 ly là 580.000 nhá. Giá hợp lý hơn thì các bác có thể sử dụng sang cái con ken mắc này cho em. Đây, con này con ken mắc này, mã là KM013 này. Đấy, công suất là 710W nhá. Hàng ken mắc nhá. Đấy, ken mắc thì con này nó có búa luôn này. Đây,
Con này giá em sẽ sale cho các bác là 520.000 nhá, là có máy và tay cầm luôn nhá, giá 520.000. Đấy, hoặc là các bác mà đây này, nó có tay cầm như này nhá. Máy 13 ly nó sẽ có theo một cái tay cầm như này. Ngoài ra là mũi khoan là nó không có đi theo. Đấy, hoặc là bác nào mà có nhu cầu máy khoan bên trong. Đây là máy bên trong 35. Cái máy bót không hộp này em còn một máy nhá, còn một máy nữa thôi. Cái này nó hết hàng rồi. Thanh lý cho các bác giá là 650.000, đã không có hộp đựng nhá, chỉ có máy như này thôi, không có hộp đựng, không có vỏ hộp, chỉ có máy thôi. Có máy và tay cầm như này thôi, máy 3 chức năng này. 3 chức năng, đầu gà cho em nhé, có đảo chiều. Giá thanh lý là 650.000, hàng dây đồng ruột dài nhá. Đấy, hoặc là các bác làm công trình nhiều ấy thì các bác có thể sở hữu sang cái mẫu Detto này cho em. Đây là máy khoan bê tông 3 chức năng của Detto này. Hàng chính hãng nhá, logo dập nổi này. Giá sẽ là 1.150.000 một máy. Cái này là đầu dài 3 chức năng, có đảo chiều. Con này thì công suất cực đại luôn, 1.050W. Các bác mà sở hữu máy bê tông Detto thì nó sẽ có nguyên hộp cho các bác. Các bác sẽ có một cái hộp máy như thế này. Đấy. Và bên trong nó sẽ có phụ kiện tiếp theo này. Các bác sẽ có là 2 mũi đục và 3 mũi khoan nhé. 3 mũi khoan, một đôi chuyển than như này nữa. Đấy. Và có phiếu bảo hành chính hãng của công ty luôn cho các bác này. Giá là 1.150.000. Là máy bê tông của Detto nhé. Bê tông Detto, hàng chính hãng, hàng công ty. Cái này thì bao cho các bác là làm công trình thoải mái nhé. Đấy, bê tông của Detto này. Mẫu máy của nó rất là đẹp và chắc chắn luôn. Đấy. Tiếp theo thì là hôm nay bên em còn một ít cái mỏ hàn sung này các bác này. Đấy, cái mỏ hàn sung này thì các bác sử dụng cái hàn thiếc nhá, hàn trì. Giá là 170 này, miễn phí ship cho các bác. 170.000 nhá. Các bác gọi cho em là mỏ hàn sung màu cam nhá, giá 170. Đấy, vì là bên em có hai mẫu nhá. Còn một cái mẫu mỏ hàn này nữa này. Đây là mỏ hàn ngâm này. Các bác gọi cho em là mỏ hàn ngâm đen nhá, sẽ được tặng theo một cái túi đầu 4 cái như này, 5 cái. 5 cái đầu như này nó theo cho các bác này. Cái này có hiển thị nhá, có hiển thị này. Đấy, đây là mỏ hàn ngâm đen. Các bác giá của nó sẽ là 240.000 nhé. Giá xe cho các bác 240.000 thôi. Các bác được tặng kèm thêm một cái túi đầu 5 đầu như này nữa. Này có thể thay thế. Cái này dùng để hàn sung nhé. Mỏ hàn trì đó nhé. Đấy, cái này các bác gọi cho em là mỏ hàn ngâm đen. Còn cái kia thì các bác gọi là mỏ hàn sung màu cam cho em. Để bên em phân biệt cho nó dễ. Tiếp theo thì là hôm nay em còn một ít cái. Đây là cái bộ cạo râu bằng pin này các bác này. Đấy, cái siêu phẩm này thì mỗi bác nhà mình đều lên sở hữu một cái. Vì là sử dụng nó rất là bền nhá và tiện này. Bộ này nó sẽ có nguyên hộp như này này. Các bác có, đây là củ sạc nhá. Một cái lưỡi cạo sơ cua này. Trong máy là nó có một cái lưỡi cạo rồi. Tuy nhiên là các bác được tặng kèm theo một lưỡi sơ cua để các bác có thể thay thế về sau. Cái này thì các bác sử dụng để cạo râu này, để tóc mai này. Nó có cả một chiếc gương soi nữa, rất là tiện này. Đây, để em mở ra bên trong các bác tham khảo cho nó rõ nhé. Đấy, cái này sử dụng dễ lắm, các bác chỉ cần mở lắp đậy này ra thôi. Hai bên này nó sẽ có hai cái công tắc nhá. Đấy, đây công tắc này bật lên là máy nó hoạt động này. Còn công tắc này bật lên là nó sẽ có một cái lưỡi cạo để các bác tỉa tóc mai. Đấy. Và nó có một chiếc gương soi ở đây nữa, các bác có thể soi gương được luôn nhá. Cái này thì sử dụng, các bác sử dụng để cạo râu nó sẽ an toàn tuyệt đối 100% luôn, không có bị đau rát hay là chảy máu như là các bác sử dụng râu lam đâu. Đấy, sử dụng rất là dễ, các bác chỉ cần đưa thẳng này. Đấy, các bác cứ đưa thẳng trực tiếp như này, ấn như này là nó râu nó sẽ tự chui vào những cái lỗ này, nó cắt đứt luôn nhá. Chứ các bác sử dụng, các bác đừng cào cào như là cào râu lam nhá. Em thấy nhiều bác là sở hữu cái cạo râu này mà lúc đầu các bác dùng chưa quen, các bác cào cào như là râu lam, nó không có nứt râu đâu nhá. Đấy, các bác chỉ cần đưa thẳng trực tiếp và dí trực tiếp này thôi. Rất là ok. Giá là 100, cái này là 160.000. Đấy. Cạo râu thì em còn, cái đợt này nó có về được một ít thôi. Nhưng mà giá của nó hơi tăng một tí. Đấy, giá là 160.000, trước có 150.000 thôi. Nhưng mà cái đợt này nó tăng lên nhẹ một chút xíu là 160.000. Đấy, 160.000 một chiếc cạo râu bằng pin như này. Giá là được bao ship hoàn toàn cho các bác rồi. Nhưng mà riêng và cái mức giá như này thì quá là ok. Vì nó sử dụng bền lắm, các bác dùng vài năm cũng chưa hỏng một cái cạo râu này đâu. Đấy, hôm nay thì em có một cái mẫu sản phẩm mới nhé. Đây là cái đồng hồ đo này. Đồng hồ đo thông này các bác này. Đấy, đồng hồ đo thông mạch nha. Cái đồng hồ này thì nó sẽ là đồng hồ điện tử nhé. Đấy, các bác đo được cả tụ luôn ấy. Đấy, sử
sử dụng ok lắm, đẹp cực kỳ luôn này. Thêm một cái dây đo nhảy cho các bác. Đấy, cái đồng hồ này các bác gọi là đồng hồ đo thông điện tử cho em nhé. Đồng hồ đo thông mạch điện tử. Đây, màu đen của nó là DT9205A. Các bác gọi cho em là đồng hồ đo thông điện tử nhé. Đấy, các bác đúng mãi cho em là đồng hồ đo thông mạch hiển thị điện tử. Giá là 220.000. Đấy, cái mẫu mã như này. Đây, hàng công ty chính hãng. Cái đợt này em đặt cái mẫu này về nhé. Nói chung là số lượng về được tầm độ 10-20 cái, nhiều đâu ạ. Giá 220.000 nhá. Còn bác nào mà muốn sử dụng đa năng hơn nữa thì các bác sử dụng sang cái kẹp dòng 3266TDLGT này. Giá của nó sẽ là 280.000 nhá. Đấy, cái này nó có nhiều chức năng lắm. Riêng cái đồng hồ kẹp dòng này là các bác có thêm cả cái chức năng là chống đo nhầm điện. Khi mà các bác cắm nhầm điện vào nó sẽ không bao giờ bị chập cháy đồng hồ nhá. Đấy, cái này kèm theo cả một dây đo nhiệt độ này. Riêng với cái kẹp dòng này thì các bác vừa có thể là đo thông này, kẹp dòng đo tụ, đo chở, đo ôm, đo mạch, đo nhiệt độ phòng. Nói chung là sử dụng được rất là nhiều các chức năng. Giá là 280.000 nhé. Và nó sẽ có một cái túi bao vải như này cho các bác sử dụng để bảo quản đồng hồ, rất là bền luôn. Tiếp theo thì hôm nay là em có mấy ít kìm hàn cho các bác này. Đây là kìm hàn nhé, sản phẩm chị em cho các bác này. Giá 30.000 một chiếc nhé, 30.000 một chiếc kìm hàn này. Đấy, kìm hàn này, sản phẩm tương tác cho các bác, 30.000 một chiếc nhé. Còn đây là cái khò ga mili. Đấy, các bác về các bác lắp vào bình ga mili nhé. Cái khò này là khò 2 mỏ, giá của nó sẽ là 150.000. Còn các bác mà lấy cái khò 1 mỏ thì sẽ là 120.000 nhé. Khò 1 mỏ nó sẽ có theo cả thuốc hàn và que hàn cho các bác. Khò 2 mỏ thì không có theo thuốc hàn và que hàn nữa. Đấy, đây là cái kéo cắt đa lăng, kéo cán cong nhé. Giá 80.000. Giá này chưa có bao ship nhé, 80.000 này. Kéo cắt cành bonsai Nhật này, 150.000 này. Đấy, giá 150.000 bao ship. Đấy, các bác có những cái đơn hàng làm có bao ship rồi ấy. Các bác đi chung 1-2 cái sản phẩm chưa bao ship thì là các bác sẽ được bao ship chung luôn nhá. Cái này các bác gọi cho em là kéo cắt cành bonsai đỏ nhá. Giá 120.000 điện thoại ship cho các bác này. Đấy, tiếp theo thì hôm nay em có một cái sản phẩm này. Đây, một cái bộ cà lê này. Rất là nhiều các bác quan tâm hỏi này, hôm nay em có hàng nhá. Đây, cái này hàng hãng nên là các bác xài cái độ bền của nó rất là cao. Cái bột cà lê này thì em sẽ có một mức giá tri ân cho các bác nhá. Đây, các bác nhìn này, nó nguyên bộ như này nhá. Đấy, nguyên bộ như này. Đây là bộ cà lê từ 8 đến 24 nhá. À em xin lỗi, từ 8 đến 22 quá này. Đây, đến 22. Đấy, đây từ 8 này. Đây nhá, nó sẽ có cà lê 8 này, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Đấy, và 22. Đấy, tức là nó sẽ có là 2, 4, 6, 8, 10, 12 cái nhá các bác nhá. 12 cái, đây, cái số như em đưa lên như này. Cái chất liệu của nó rất là đẹp luôn này các bác này. Đấy, chất liệu của nó sáng, inox sáng bóng luôn đấy. Đấy, một bên là cà lê, vòng bên là tròng như này nhá. Cái là cũng như vậy luôn. Đấy, các bác sẽ có 12 cái. Một bên là đầu cà lê, một bên là tròng như này. Đấy, cái này là hàng chính hãng nhá. Cái này các bác xài cái độ bền của nó tuyệt đối luôn. Giá 250.000 một bộ này nhá. Các bác gọi cho em là bộ cà lê nhá. Bộ cà lê. Đấy, bộ cà lê 12 cái. Giá là 250.000. Đấy, còn nếu như là các bác cần đến cao lăng hơn nữa thì là em có cái bộ đầu khẩu đây nhá. Đây là cái bộ đầu khẩu này. Đấy, cái bộ đầu khẩu này nó sẽ có theo bản cò lê và đầu khẩu cho các bác. Đây. Đấy, cái bộ này thì tiện ích cực kỳ luôn. Đấy, các bác sẽ có này, rất là nhiều cái đầu khẩu này. Cò lê này. Đấy. Cò lê đây nhá. Cái này nó sẽ có từ cò lê 8 nhá đến cò lê 19. Đấy, cò lê 8 đến cò lê 19. Và khẩu là từ khẩu 8 cho đến khẩu 32. Khẩu 1/2 nhá. Khẩu 1/2 này. Chất liệu nó đẹp lắm các bác. Nó có một cái tay tròng mở như này cho các bác này, một cái tròng mở tay này. Đấy. Đây, có thêm hai cái khẩu dài phía bên này. Đấy, một cái mắt méo này nữa nhá. Đấy, một cái cần này nữa này. Cái bộ khẩu này thì các bác gọi cho em là khẩu hộp xanh nhá. Cái hộp nhựa màu xanh như này. Đây, các bác gọi cho em là khẩu hộp nhựa màu xanh, giá là 650.000. Khẩu có cờ lê nhá. Đây, bên dưới này nó có rất là nhiều đầu khẩu này. Đấy, còn nó có một cái loại mà không có theo cờ lê thì sẽ là 550.000. Còn cái bộ mà có cờ lê này là 650.000 rồi các bác ạ. Giá là
này các bác này. Đây, cái bộ này hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác giá là 2 triệu nhá. Đấy, có một thân máy này. Máy này lực xuyết lớn này, lực xuyết là 980 Newton này. Đi theo máy các bác sẽ có hai bộ pin trâu 15 xe này nhá, trung bình 3 cạnh nhá. Đấy, cái này rất là khỏe nếu như mà các nàng mà cần thân máy bu lông để bắn được bu lông cỡ lớn ý. Đấy, thì các bác sở hữu cái bộ này. Đấy, bộ bu lông Asake giá là 2 triệu một bộ. 2 triệu một bộ miễn phí ship nhá. Có 2 pin 15 xe, một thân máy, một sạc, một hộp, một dây đeo, một hộp đựng này, một khẩu 22 này. Đấy, và em tặng thêm cho các bác là một cái đầu chuyển khuyết. Đấy, em sẽ tặng các bác hai đầu chuyển nhá. Khi các bác sở hữu cái bộ bu lông này, một đầu chuyển sang khuyết và một đầu chuyển sang khoan, giá là 2 triệu một bộ nhá. Nguyên bộ như này, giá chỉ có 2 triệu đồng thôi. Đấy, còn đây để em giới thiệu các bác cái bộ máy khoan gia đình này. Đây nha, cái bộ này nó sẽ có theo đầy phụ kiện cho các bác này các bác này. Đấy, đây máy 13 ly nha, máy khoan 13 ly. Đây, máy khoan 13 ly này, có đảo chiều này, có lốc búa luôn nhá. Phụ kiện đi theo rất là nhiều luôn này. Đấy, các bác có theo một mớ phụ kiện như này luôn. Có tay cầm này, có cả búa nhá, kèm theo một cái búa này, một cái thước này. Đấy, băng dính này. Đây, một cờ mỏ nét này nữa. Và theo rất là nhiều các cái trên này là nó có cả dao dầm thứ này, mũi khoan này, tô vít này. Đấy, rất là nhiều luôn. Đấy, đầy đủ nhá. Cái này thì các bác xài gia đình thì tuyệt vời luôn. Đấy, cái bộ này thì hôm nay này em sẽ tri ân cho các bác giá là 600.000 thôi nhé, 600.000 một bộ. Đấy, cái này các bác gọi cho em là máy khoan gia đình có phụ kiện nhá. Máy khoan 13 ly gia đình, khoan điện 13 ly gia đình có phụ kiện này, giá 600.000 cho em, 600.000 một bộ thôi ạ. Đấy, theo rất là nhiều phụ kiện này cho các bác này, 600.000 một bộ nhá, em miễn phí ship hoàn toàn luôn này. Tiếp theo thì là đây là cái bộ máy khoan của Vulcan này. Đây, đây là máy khoan của Vulcan 13 ly. Cái mã này hôm nay em thanh lý là 1.150.000 nhá. Đây, nó sẽ có theo phụ kiện rất là nhiều như này. Đấy, theo phụ kiện hàng bao nhiêu là món thì mấy chục món luôn. Đấy, pin của nó pin 5 cell nhá, chân pin như này. Thân máy là thân máy 13 ly, chạy động cơ từ, à em xin lỗi, cái mã này là chạy động cơ có chổi than nhá. Đầu của nó là đầu 13 ly, đầu auto lock nhá. Máy 3 chức năng. Đấy, có búa này. Giá là 1.150.000. Các bác gọi cho em là máy Vulcan 13 ly, đầu auto lock cho em pin 5 cell nhá. Giá là 1.150.000. Giá này là em bao cái ship cho các bác luôn rồi. Tiếp theo là cái mã sản phẩm của Vulcan này nữa này. Đấy, đây là máy khoan Vulcan nhá, khoan pin nhá. Đây, khoan pin của Vulcan này, cái mã này là pin 5 cell này các bác này, theo phụ kiện rất là nhiều nhá. Đấy, hơn 20 chi tiết đi theo cho các bác này. Đây là đầu máy 3 chức năng đây, đầu 10 ly nhá, có búa. Mã này giá sẽ là 850.000 các bác nhá. 850.000 là có một máy, hai pin này, chân pin này. Đấy, mã này ok lắm. Đặt xe từ không thể than luôn nhá. Giá là 850.000 một bộ này. Còn đây là bu lông của Hitachi này các bác này. Bu lông của Hitachi là em thanh lý giá là 750 một bộ nhá. 750 một bộ này. Đây, sẽ có một thân máy này, hai pin nhá. À, pin của nó sẽ là chân pin phổ thông pin 10 cell như này. Đầu máy là đầu 201 này. Đấy, đầu bu lông 201. Giá 750.000 một bộ nhá. Có một thân máy, hai pin và một sạc đi theo cho các bác. Đấy, còn đây là cái kính che mặt này. Đây là cái kính che mặt chống Covid nhá. Giá 120.000. Đấy, cái này thì trong mùa Covid các bác ra đường các bác nên phải có cái sản phẩm này. Phía sau nó có một cái dây đeo như này này. Các bác phải tùy chỉnh được nhá. Đeo rất là tiện, đeo lên nó thoải mái, dễ chịu, an toàn. Giá 120.000 nhá. Đấy, tiếp theo là em còn mấy bộ máy khoan của Makita. Đây là khoan pin 5 cell này, 3 chức năng của Makita này. Em thanh lý các bác giá là 520.000 bộ nhá. Makita 3 chức năng, các bác gọi cho em là máy Makita pin 5 cell. Còn đây là Makita pin 10 cell này. Makita pin 10 cell thì nó không có đi theo phụ kiện nhá.
chỉ có nguyên bộ này. Các bác có một máy và hai pin như này, một sạc. Đấy, giá là 999.000 một bộ nhá. Đây. Khoan của Mayta 13 ly cho em. Đấy. Nó sẽ có nguyên bộ như này này. Đây. Giá 999.000 này. Còn đây là túi đeo hông để phục vụ cho các bác làm việc ở trên cao nhá. Túi được đồ nghề làm việc ở trên cao. Giá là 160.000 em miễn phí ship cho các bác này. Tiếp theo thì đây là máy thổi bụi điện của Detone này. Đấy, thổi bụi điện của Detone nhá. Cái mã này công suất sẽ là 750W này. Máy thổi bụi thì sẽ có mức giá là 450.000 ạ. 450.000 máy thổi bụi của Detone nhá. Đây là súng phun sơn điện này. Súng phun sơn điện này em còn mấy bộ lên thanh lý luôn, là giá 650 một bộ nhá. Cái này các bác sử dụng điện trực tiếp 220 để các bác mới đi làm công trình thì là các bác sử dụng nhá. Đấy, đây nó sẽ có đi theo đầy đủ phụ kiện như này. Về các bác lắp đặt lại nhá. Cái này về các bác lắp đặt lại cho em là các bác sử dụng được. Cái này làm công trình nhiều thì các bác lên có cái này. Đấy, đi làm rất là tiện này. Đấy, công suất là 550W này. Về các bác lắp đặt lại nhá. Giá là 650.000 này. Súng phun sơn điện nhá. Còn đây là máy hút bụi này các bác này. Máy hút bụi điện này. Cái này các bác vừa hút bụi và thổi bụi được luôn nhá. Giá cũng 550.000 thôi. Đấy, súng phun sơn là 650.000. Còn cái máy hút bụi này là 550.000. Đấy, trong này nó sẽ có theo những cái phụ kiện như ở cái hình này nhá. Các bác vừa có thể là hút bụi này, thổi bụi này, bơm hơi được luôn. Đấy, đây cái máy rất là đẹp, chắc chắn công suất là 1000W nhá. Hút siêu mạnh luôn. Đấy, trong này nó có rất là nhiều phụ kiện. Nhìn cái máy thôi, còn phụ kiện nó giống như cái hình ảnh này nhá. Đây, công suất là 1000W này. Giá chỉ có 550.000 thôi. Một cái mức giá rất là hấp dẫn. Nếu như mà các bác xài gia đình cái này thì tuyệt vời mặt trời luôn. Bởi vì là máy đa năng nhá. Các bác vừa có thể là hút bụi, thổi bụi rồi bơm hơi được nhá. Giá 550.000 này. Nên em còn mấy cái máy sấy tóc này em sẽ thay cho bác này. Cái máy sấy tóc nhá. 5.000W này các bác này. Siêu mạnh luôn nhá. Máy sấy tóc nhá. 200.000, điện phí ship hoàn toàn cho các bác này. Còn đây là máy bắn cốt 5 tia xanh. Em còn tầm độ 3-4 bộ nữa em sẽ thanh lý mua cho các bác. Đấy, cái này giá 800.000 nhá. Máy bắn cốt 5 tia xanh này. Đây. Cái bộ này thì nó sẽ đi theo hộp nhựa và các bác mua máy bắn cốt này nó sẽ theo một cái chân 1m2 cho các bác. Máy 5 tia xanh siêu đẹp luôn. Đấy, sử dụng pin châu này. Đuôi ấn cảm ứng cho em nhé. Giá 800.000. 800.000 một bộ kèm theo cái chân 1m2 luôn này. Đấy, bắn cốt này. Còn đây là cái củ sạc, đây là cái đế chuyển sạc điện thoại nhá. Các bác vào có những cái quả pin 10 cell ấy, trên pin phổ thông để các bác mua cái này. Về các bác lắp đi. Chẳng hạn như các bác có những quả pin này nhá. Đây là em còn mấy quả pin mài, pin máy mài dòng xả cao của Hitachi này. Em thanh lý các bác giá 350 một quả. Còn đây là cái đế chuyển sạc điện thoại này, các bác có những quả pin này các bác lắp vào đây. Đấy. Các bác lắp lại như này là các bác có thể sử dụng để sạc điện thoại được nhá. Đấy, lắp lại như này. Chỗ này nó sẽ có một cái đèn này. Đấy. Và nó sẽ ra hai cổng sạc điện thoại như này cho các bác. Nếu như mà các bác đi tham quan du lịch hay là đi đâu ấy, các bác có thể mang theo để sạc điện thoại được. Rất là tiện nhá. Giá là 180 nhá. Cái điện thoại là 180. Còn chúng giờ được đồ nghề này. Hôm nay túi được đồ nghề em còn mấy cái size trung và size đại nữa là em thanh lý luôn cho các bác. Nếu như bác nào lấy size trung là 230, size đại là 260 nhé. Size trung sẽ có kích thước là cao 25, dài 42 và rộng 20, giá 230.000. Và size đại sẽ là giá 260.000, kích thước là cao 32, dài 48 và rộng 22. Cái túi bên em thì bao đẹp cho các bác. Đây là túi size đại này. Đấy. Các bác sẽ có hai cái dây xách tay này nhá. Hai dây xách tay này, một dây đeo vai này. Đó. Cái đáy túi của nó được đan dây như này nhá. Dày dặn đẹp và chắc chắn cực kỳ luôn. Bên trong nó có một ngăn to đại như này. Đấy, một ngăn phụ này. Trong được đặn vải rất là dày, không có lo bị bục các bác nhá. Bên ngoài là nó sẽ có mặt trước hai ngăn kéo khóa này. Mặt sau là hai ngăn kéo khóa này. Đấy, bên sườn mỗi bên một ngăn như này. Tất cả đều là củ khóa đồng nhá. Củ khóa đồng to, chắc khỏe cực kỳ luôn. Đấy, giá rất là hợp lý.
Thì hôm nay em tư vấn các bác là rất là nhiều các sản phẩm điện máy nhé. Các bác mà đang cần quan tâm về cái mẫu nào thì hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai nhé. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào một cái buổi video lần sau.